Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin trưa của Dusanvina. Bản tin trưa hôm nay ngày 25 tháng 11 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Dusanvina nhận bằng khen thi đua xuất sắc năm 2020 của Bộ Công Thương. Nhận 8 giải thưởng từ cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12. Hiệu quả từ hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất tại Dusanvina. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các bạn, sáng ngày 19 tháng 11 vừa qua, Dusanvina vinh dự là một trong 6 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã được trao tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020 do Bộ Công Thương trao tặng. Buổi lễ được diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Trần Viết Ngãi cùng 20 cá nhân và 6 tập thể trực thuộc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam. Trưởng đội truyền thông đối ngoại, ông Đàm Văn Hà đã thay mặt Dusanvina đón nhận bằng khen danh giá này vì đã đạt được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công thương Việt Nam. Trong năm 2020 vừa qua, Dusanvina đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công thương Việt Nam nói riêng, cũng như ngành năng lượng Việt Nam nói chung. Việc đón nhận bằng khen của Bộ Công Thương là một niềm vinh dự hết sức to lớn đến từng cá nhân, doanh nghiệp thuộc Hiệp hội nói chung và Dusanvina nói riêng. Đó là động lực thúc đẩy các thành viên của Hiệp hội cũng như Dusanvina tích cực hoạt động và phát triển vượt bậc hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cũng trong ngày 19 tháng 11 vừa qua, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, đại diện 8 nhóm tác giả của Dusanvina đạt giải tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 đã được trao tặng bằng khen, tiền thưởng với tổng trị giá lên đến 160 triệu đồng. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi là chương trình thường niên diễn ra 2 năm một lần do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Tính đến nay, Dusanvina đã 6 lần tham gia hội thi và đạt được tổng cộng 34 giải, đặc biệt đã có 11 cải tiến, đại diện tỉnh Quảng Ngãi tham gia cấp quốc gia. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 đã thu hút 38 giải pháp tham gia, trong đó Dusanvina có 8 giải pháp và cả 8 đều đạt giải cao, bao gồm 2 giải nhì thuộc về nhóm tác giả Đàm Việt Khoa, nhà máy MRS và nhóm tác giả Huỳnh Ngọc Tiến, khối BSI. 3 giải ba được trao cho nhóm Nguyễn Duy Hào, nhà máy Boiler, nhóm Bùi Quảng Bình, nhà máy MRS và nhóm Lê Mỹ Phước, Nguyễn Văn Dự, nhà máy MRS. 3 giải khuyến khích thuộc về nhóm Nguyễn Thanh Liêm, QC Puller, nhóm Phạm Ấn, nhà máy Water và nhóm Nguyễn Văn Lực, nhà máy MRS. Đồng thời, 5 giải pháp đạt giải nhì và 3 lần này sẽ tiếp tục đại diện cho tỉnh Quảng Ngãi tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16. Tham dự về cuộc thi khoa học sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi là mình đã tham gia từ năm 2015 tới giờ. Và mỗi lần tham gia thì bây giờ mình cũng đều đạt giải. Lần đầu tiên mình tham gia là với cái máy bending ống thì mình đã đạt giải khuyến khích. Lần thứ tiếp theo mình gia công mình tham gia thì mình đạt 2 giải, một giải khuyến khích, một giải ba. Và đợt này là mình đã đạt giải câu là giải nhì và đồng đội của mình cũng đạt một giải khuyến khích. Thì con nghĩ là cuộc thi này là một cuộc thi rất là hữu ích và cũng phát huy cái những cái sáng kiến của mình, của những đầu nhóm trong quá trình làm việc, mang là mọi người mình hả cập nhật thông tin và hả tham gia cuộc thi để phát huy cái kiến thức của mình, những kinh nghiệm của mình và những kê sinh của mình để lan tỏa cho cộng đồng và mong giải thưởng lớn về cho bản thân cũng như là cho đầu của mình, cho công ty Dusanvina. Thưa các bạn, trong 2 năm trở lại đây, Dusanvina đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất. Những ứng dụng này mang lại những kết quả đáng kể, đảm bảo chất lượng, năng suất sản xuất, an toàn. Và chỉ tính riêng trong năm 2021 thì đội DA đã hoàn thành và đưa vào 16 ứng dụng mới. Xuất phát từ từng nhu cầu của các bộ phận, nhà máy, đội Digital Innovation đã nghiên cứu,
thiết kế và phát triển những ứng dụng phù hợp với tính chất công việc, cũng như giúp các nhà máy, khối, đội dễ dàng hơn trong quá trình quản lý và từng bước hướng đến mục tiêu công nghệ số thay cho con người. Xin chào tất cả mọi người. Huyên xin chia sẻ về những cái cải tiến của đội Digital Planning đã thực hiện được trong năm 2021. Là tổng con số chúng tôi đã làm được là 16 dự án lớn nhỏ. Thì về các mảng như là web, mobile, QR code, robotics, 3D printer, biometric với lại là LED. Thì để phát triển được những mảng này thì mỗi cá nhân của trong Digital Planning đã tự trang bị cho mình những kiến thức. Chúng tôi vì năm nay dịch bệnh Covid nên đã không có điều kiện để đi viếng thăm những doanh nghiệp trong nước đó, khu vực để học hỏi. Hiện tại trong giai đoạn cuối năm thì Digital đang cố gắng hoàn thành những dự án đang dở dang, ví dụ như dự án QR code đã apply hồi tháng 9 cho xưởng water boiler Banting Packing và Erection sắp tới. Thời gian sắp tới thì đối với xưởng MS chúng tôi đang giai đoạn khảo sát và sẽ cố gắng áp dụng sớm cho MS vào đầu năm tới. Còn riêng các dự án về web mobile thì chúng tôi vẫn đang cố gắng hỗ trợ các đội như admin HR design để cải tiến các hệ thống quản lý nội bộ của các bộ phận trong công ty. Còn đối với dự án 3D printer thì hiện tại là chúng tôi đã hoàn thành một dự án in một cái sản phẩm mẫu CFD cho xưởng boiler để trưng bày tại xưởng. Và hiện tại xưởng boiler cũng đang order thêm một cái sản phẩm khác và chúng tôi đang chuẩn bị để in tiếp theo cái sản phẩm tiếp theo này cho boiler. Đáng chú ý, hai trong số 16 ứng dụng đó là hệ thống barcode và công đoạn đóng gói, vận chuyển sản phẩm và chế tạo robot thay thế con người, kiểm tra thử áp suất cho thiết bị chịu áp lực cao như bình bồn, lò hơi, được đội DA phối hợp cùng với các bộ phận, xưởng, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thành công tại công ty, đã đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo Khoa học tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 diễn ra vào tháng 8 vừa qua, minh chứng cho năng lực và bước chuyển mình trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất của Dusanvina. Bản tin trưa hôm nay của Dusanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa này, mời các bạn truy cập vào trang web youtube.com với từ khóa Dusanvina DVTV V12N816. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusanvina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Izu bằng từ khóa Dusanvina. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.